phía sau lưng tôi là nơi mà 256 cơ thủ hàng đầu Việt Nam đến đây và tranh cúp vô địch HBSF 2023 được diễn ra vào ngày 29 tháng 11 sắp tới. Và đây là giải bia lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay với quỹ giải thưởng lên tới gần 200 triệu đồng. Và hãy cùng xem tiến độ chuẩn bị đến đâu rồi nhá. Hiện tại thì đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang có mặt tại nhà thi đấu để lắp đặt hệ thống bàn. Và trong giải đấu lần này thì chúng tôi sẽ sử dụng 100% bàn đến từ thương hiệu Kaga King Millet, trong đấy có bàn Imperial. Và dành riêng cho trận chung kết thì sẽ là bàn Emperor, dòng bàn cao cấp nhất đến từ thương hiệu Kaga King. Đội ngũ kỹ thuật sẽ phải làm việc với yêu cầu cực kỳ khắt khe về độ chính xác của một giải đấu bia chuyên nghiệp. Anh ơi, anh cho em hỏi chút là để chuẩn bị cho cái giải đấu bia chuyên nghiệp và quy mô như thế này thì mình có những cái yêu cầu gì không anh? Để hoàn thành một cái bàn bia chuyên nghiệp như này, đặc biệt là bàn Kaga King, thì cái khâu kỹ thuật hầu như là tuyệt đối. Và khi hoàn thành xong bàn thì sẽ có bên đại diện của bên liên đoàn sẽ tới kiểm tra từng khâu, từ mặt đá, vải, bắn băng, rồi khâu hoàn thiện. Trong cái quá trình lắp đặt như thế thì mình có những cái áp lực gì không anh? Không, không có áp lực gì đâu em. Bởi vì là mình cũng làm trong ngành bia này được hơn 10 năm rồi. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng dù là club lớn hay nhỏ, cá nhân hay tổ chức thì đội ngũ kỹ thuật viên của Kaga King đều cho ra những kết quả chuẩn chỉ như nhau. Các công đoạn đang được gấp rút hoàn thành và chỉ 1-2 ngày nữa thôi, các cầu thủ nổi tiếng đình đám của Việt Nam sẽ quy tụ tại đây. Và đặc biệt là nhà thi đấu sẽ mở cửa free cho các anh em xem giải đấu. Hẹn các anh em vào ngày 29 tháng 11 nhé.